Chào cô chú anh chị, thì hôm nay em sẽ chia sẻ thêm một cái phần nữa để cho cô chú anh chị có thể hình dung được những cái sản phẩm của Kawai. Thì ở trên thị trường hiện tại nó có rất nhiều những cái sản phẩm của Kawai đang có cách sử dụng hoặc là mới nó sẽ làm cho cô chú anh chị giống như là mình bị phân vân, mình không biết cái đời nào là nó trước và cái đời nào nó sẽ sản xuất sau, thì sẽ làm cho mình giống như mình đi mua hàng mà mình không biết được cái năm sản xuất làm cho mình cũng phân vân, một phần mình cũng bị bối rối luôn. Thì hôm nay em sẽ nói về những cái cột mốc sản xuất và những năm sản xuất giống như những số series để cho cô chú anh chị có thể hiểu được về những cái sản phẩm của Kawai mình đang muốn mua. Thì đầu tiên Kawai nó là một cái thương hiệu của Nhật Bản nha. Thì cái năm thành lập của cái công ty Kawai này thì nó rơi vào năm 1927. Thì hôm nay em sẽ nói về Pinot Upright thôi nha, em không nói ren. Upright em sẽ nói về Pinot cũ và Pinot mới. Thì trong quá trình mà em chia sẻ cái video này, nó có những cái thông tin giống như là nó sai sót hoặc là nó thiếu gì đó, rất mong cô chú anh chị có thể góp ý cho em nha. Thì cái sản phẩm đầu tiên là cái dòng K2X. 2X ở đây là số nha, 2X đây là số nha, em lấy cái X là cái ẩn á, còn K là cái hiệu của mã hàng. K2X giống như là K8 này, K20, K35 và K48. Cái dòng này thì nó sẽ sản xuất vào tầm khoảng năm 1958 cho năm 1966. Cái dòng này thì số series nó sẽ rơi vào tầm 32.000 cho tới 170.000. Cái dòng này thì tương đối nó đã cũ rồi, nó đã cũ, rất là cũ rồi. Nếu mà so trong cái những cái hàng đã qua sử dụng thì cái dòng này mình có thể nói là nó sẽ sử dụng kém trong cái hàng đã qua sử dụng ha. Chứ không phải là em nói là nó không sử dụng được nha, nó còn sử dụng được, nhưng mà cũng phải tùy thuộc ha. Nhưng mà quy chung về, tại vì nó sản xuất động cũng khá lâu rồi, nên là mình sẽ quy nó về cái góc gọi là giá tiền nó sẽ thấp và mức độ sử dụng nó sẽ không có bằng ha, bằng những sản phẩm gần đây. Và cái sản phẩm thứ hai, cái dòng thứ hai, dòng KS ha. Dòng KS thì nó gồm có KS1, KS2, KS3 ha. Thì KS1, KS2, KS3 này thì nó sẽ cao cấp hơn, nó sản xuất gần hơn mình, gần hơn cái dòng K2X kia. Thì nó số series nó sẽ là khoảng 170.000 cho tới 329.000 ha. Thì cái năm sản xuất nó là năm 1966 đến năm 1969. Và cái dòng tiếp theo, dòng KUXD và KU ha. KUXD tức là K1, KU1D hoặc là KU1, KU2D, KU2 đó, nó là dạng vậy. Thì dòng KU thì hiện tại nó cũng rất được phổ biến ha. Nhưng mà KU2D, 1D, 2D, 3D và 5D này kia em thấy nó phổ biến hơn. Thì hai cái dòng này thì nó sản xuất vào năm 1969 đến 1971. Số series nó sẽ trải dài từ 329 cho tới 478 ha. Đơn vị là ngàn nha. Thì cái dòng, nói chung là hai dòng này nó cũng tương đối là phổ biến ở Việt Nam và cũng được rất nhiều người sử dụng ha. Và cái dòng tiếp theo hầu như là rất là nhiều người được sử dụng, rất nhiều người tin tưởng sử dụng, đó là dòng BL. BL thì có BL 31, 51, 61, 71 và cao hơn 31 là có BL 12. Nó cao hơn là thật chất là cái năm sản xuất nó sau BL 31 vậy đó. Thì cái dòng BL này thì nó sản xuất vào tầm khoảng năm 1973 đến 1980. Số series của nó thì nó rơi vào tầm khoảng 577.000 cho tới 1.1 triệu. Nói chung là dòng BL này nó rất là phổ biến. Rất là phổ biến. Tại vì nói chung là tại vì cái năm sản xuất đó, để chúng ta có thể so ra cái dòng mà Pinot cơ để qua sử dụng á, mà ta sử dụng ổn nhất là nó rơi vào tầm khoảng 30 cho tới 50 năm thì nó sẽ ổn nhất. Còn sau đó nữa thì nó cũng xài được, nhưng mà kiểu như nó không có tính ổn định, nó đã kém rồi, nó đã quá lâu rồi. Và hai dòng tiếp theo đó là dòng US và dòng KSXF. X ở đây là gồm có số 1, số 2, số 3 và số 5. Cái hai dòng này thì cái dòng KS
KS1F, 2F, 3F, 5F thì được sử dụng nhiều hơn. Cái dòng này thì nó cao cấp hơn dòng BL. Số series nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1.1 tới 1.6. Thì cái dòng KS F này á thì nó sẽ được sản xuất tầm khoảng năm 1980 đến 1985. Đó là những cái dòng mà hầu như trên thị trường hiện tại nó đang bán. Đó. Tất cả cửa hàng hầu như nó bán nhiều nhất là dòng KU, KUD, dòng BL và dòng KS hay KSF. Đó là ba dòng mà hầu như nó phổ biến nhất. Thì ngoài ra có những dòng mới hơn như dòng CL này, BS này, KL này, ED này, dòng US và dòng UX. UX không phải giống như Yamaha nha, nó giống cái mã hàng thôi. Đó. Thì nó còn thêm cái dòng H nữa. Đó là những cái đời mà nó trải dài từ năm 1927 cho tới hiện tại. Cho tới năm 1992, đó là hàng cũ ha. Đó, thì đối với hàng mới của Kawai Upright á thì nó sẽ có một cái sản phẩm là ND21. ND21 nó được trình làng ở Việt Nam, được giới thiệu ở Việt Nam vào tầm khoảng 2015. Đó. Cái dòng này thì nó có hai cái nơi sản xuất. Thứ nhất là Indonesia thì giá nó sẽ rẻ hơn, còn ở Nhật Bản thì giá nó sẽ đắt hơn. Thì 2022 này á thì nó trình làng thêm một cái model nữa, đó là model K15E. Cái model K15E này nếu mà theo em đánh giá thì nó sẽ nhỏ gọn hơn cái model ND21 rất là nhiều. Nó sẽ thích hợp cho những cái nơi mà nhà có không gian nhỏ hoặc là chung cư đó. Mình sử dụng cái dòng này đạn mới ha. ND21 và K15E là đạn mới nha. Em đang nói về những cái model đạn mới nha. Và tiếp theo á là những cái dòng K của Nhật Bản sản xuất là K200, 300, 400, 500 và 800. Đây là những dòng mới hoàn toàn để chúng ta, nói chung là những dòng mới này các cô chú anh chị chỉ cần nghĩ tới tiền thôi chứ không cần phải nghĩ tới chất lượng, tại vì nó là hàng đập thùng mà mình không cần quan tâm gì hết. Thì đó là những cái model nó trải dài từ thấp, từ cái đời cũ tới đời mới. Đó, để cho cô chú anh chị có thể phân biệt được cái dòng nào nó mới hơn, cũ hơn. Tại vì mình mua piano cơ cũ này á, thật chất á, nó cũng phải tùy thuộc vào cái người trước sử dụng như thế nào và cái độ mới cũ của cái bộ máy nó như thế nào. Ví dụ như mình đừng có chú trọng nhiều vào cái số series, ví dụ như cái dòng BL đi, đôi khi thật chất luôn chứ không phải đôi khi nữa, mà là những cái dòng cái số series thấp nó lại âm thanh nó hay hơn, cái máy nó đẹp hơn cái số series cao. Đó là lý do tại sao mà những cái đàn có số series thấp nó lại đắt hơn những cái đàn có số series cao tầm khoảng 1-2 triệu, là nó nằm ở nguyên nhân đó, là do cái đàn đó nó còn mới, nó còn zin nhiều hơn và cái người sử dụng trước người ta bảo quản tốt hơn. Thì hy vọng cái video clip này nó có thể giúp cho cô chú anh chị có thể có cái nhìn về những cái đời sản phẩm nó theo một cái dạng logic để cho mình biết, mình phân biệt được đó, để mình quyết định mình mua hàng. Thì bên em cũng kinh doanh hầu như tất cả những cái dòng sản phẩm này đó. Nếu mà cô chú anh chị nào có quan tâm hoặc tin tưởng thì cứ alo với bên em đó, bên em sẽ tư vấn từ nhiệt tình hết có thể ha. Thì để cho cô chú an tâm thì rất mong cô chú anh chị có thể ủng hộ được cho bên em ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm và xem cái video của em đã